Ra cá vuốt bé ơi, con có nhớ gia đình của mình không? Dạ, con nhớ lắm. Bây giờ tôi đưa con đi tìm gia đình của con nhé. Thật không? Vậy mình hãy đi liền đi. Nhưng con phải nghe lời tôi trong suốt chuyến đi, không được la lối ôm sòm, để con người để ý, chịu không? Con thích làm chuyện để ý mà, có miệng thì có quyền chứ. Chừng nào về thiên nhiên con muốn làm gì thì làm, còn trong thế giới con người, để bị phát hiện là Pi-un cũng không thể cứu con được đâu. Dạ con hiểu rồi. Tốt lắm, giờ Pi-un sẽ đặt tên cho con là Tini. Hãy ghi nhớ cái tên này, đó là kỷ niệm cho sự liên quan giữa con và Pi-un. Pi-un và Tini, có phải chúng ta đều có chung họ là Ti không? Đúng rồi, nếu vô rừng gặp các bạn rái cá khác có họ là Ti thì cũng đều là rái cá quen với Pi-un. Họ sẽ giúp con tìm lại gia đình của mình thay Pi-un. Giờ con hãy vô cái lồng này để Pi-un mang con đi nè. Dạ, con cảm ơn người cách Pi-un. Xin chào các bạn, đây là khu rừng mà Pi-un đã thả rái cá Ti-ti. Pi-un cũng đã thả rất nhiều em rái cá về đây rồi, nhưng mà không có quản lý được á, nên có thể là nó đã bị người ta bắt. Cái bé rái cá hoang dã này đây, bây giờ là nó đi theo Pi-un suốt luôn á các bạn ơi. Pi-un bây giờ dẫn nó đi ra ngoài rừng coi nó có chịu trở về rừng không, mà tình hình là nó đi theo Pi-un dữ lắm. Đó, ở đây là có mấy người ta sống gần đây nữa, nên chỗ này nó cũng không có an toàn cho động vật cho lắm. Tini ơi, về rừng nha con. Tini nha, đi về rừng nha con. Cái đầu con ướt nhẹp đi nha. Đi. Các bạn á, hãy ủng hộ Tui-un đi. Hãy đăng ký kênh YouTube của Tui-un đi. Càng đăng ký thì Tui-un càng có điều kiện cơ hội giải cứu động vật nhiều hơn. Rồi, ở đây nước nó được rồi nè, con đi về đi con. Không. Con làm ơn con đi về. Nè coi coi, sông nè, thiên nhiên nè, của con nè. Nè, con đi về nè, con đi xuống nè, con bơi nè. Con bơi đi con. Chết tôi rồi. Chẳng lẽ con đi muốn về đi Sài Gòn nữa hả? Chỗ này không phải nhà của con không về đâu. Con làm như vậy là Pi-un không còn khả năng mà cứu mấy anh em khác của con đó. Hôm nay là cái bọn bán rái cá nó gọi cho Pi-un mua cả chục con rái cá. Tui nhờ tổ chức cứu hộ rồi bảo vệ động vật này nọ đó, Tui nhắn tin cho họ, họ im lặng. Giống như là họ bị quá tải rồi. Và Tui bây giờ không biết sao để đưa nó về thiên nhiên nữa. Tui nói nó rồi mà nó không có chịu nghe lời luôn. Giờ nó cứ một mực nó đi theo Pi-un trong khi nó là rái cá hoang dã đó. Bởi vì cái con hoang dã gì Pi-un cứu nó về nó cũng theo Pi-un. Bởi vì cái động vật nó si mê quá mà nó yêu thương, nó không có trí tuệ. Coi nó theo Pi-un hoài nè. Rồi thêm con chó kia nữa. Con chó hàng xóm bây giờ cũng đi theo Pi-un nữa. Cũng dớm đâu. Đi theo Pi-un gì vậy ông? Ông tính bắt thằng nhỏ này nữa hả? Thấy lạ theo chơi. Đi về. Các bạn thấy không? Rái cá nó liều lắm. Nó đã quý mình rồi là nó đi theo mình suốt đời luôn. Mình đi sao là nó đi theo vậy à? Còn con chó nhé, là con chó nó cũng theo này nè. Đi ra đây nữa là gần thiên nhiên lắm rồi đó. Tụi con không chịu về nữa là tui lại tụi con luôn. Chắc tao nhảy xuống sông, tao ra đảo sống chung với mấy đứa luôn quá. Chắc là Ti-ti của tui nó bị bắt rồi các bạn ơi. Kêu nó không có về. Đi về xong nha. Nha. Đi về xong nha. Trời ơi, nó theo Pi-un kìa. Để Pi-un chèo thuyền chở con ra đảo với Ti-ti nha. Các bạn ơi, ra đây sống yếu lắm. Trời, con chó giờ nó cũng muốn theo Pi-un nữa. Bên kia là rừng nước nơi Pi-un đã từng thả hai con cọp và rất nhiều rái cá. Và chắc tụi nó cũng đang ở bển chờ tôi. Mà bây giờ trời chiều rồi, tôi không thể qua bển kiếm tụi nó được nữa. Mà thả ở đây không biết là người ta đã làm gì tụi nó nữa. Tôi không còn cảm nhận được tụi nó ở quanh đây nữa. Chán quá. Bởi vậy có khả năng hiểu được suy nghĩ của loài vật cũng mệt. Mình biết nỗi khổ của nó, nhưng mình không giúp được nó, mà cũng không ai ủng hộ mình. Cuối cùng
mình là người chịu đau khổ nhiều nhất. Bây giờ tôi đã bắt đầu để cho tình cảm lấn áp lý trí của mình. Tôi đang suy nghĩ có nên đưa rái cá Tini trở về sống với Tiun không, mà không biết là để cho nó sống ở đâu nữa. Ai sẽ cứu nó đây? Đây, nó đây, nó không có chịu về các bạn ơi. Nó không có hề chịu về gì hết trơn á, nó đòi Tiun hoài à. Đó, nè, nó muốn Tiun giữ nó lại nè, các bạn thấy không? Tiun muốn chèo ghe đưa nó qua bên kia, cho nó qua bên đó rồi tôi chèo ghe về là có thể đưa nó ở bên đó được rồi. Nhưng mà những cái người đánh bắt cá từ những nơi khác đến, có thể là họ sẽ làm hại nó, họ giăng những cái lưới sắt ở bên dưới chốt ở những cái nơi này nè để họ bắt. Tội nghiệp lắm, bởi vì dưới tiêu. Các bạn thấy đó, động vật nó thương tiêu dữ lắm. À, tôi quên kể cho bạn nghe câu chuyện về chú rái cá này. Là một ông đánh cá ở nhà bè lưới được, rồi lên mạng thấy tiêu giải cứu động vật nên liên hệ bán lại, thì đem về nuôi cho ăn mới một bữa, đặt cho cái tên là Tini. Về đường nước gần nhà ở Long Thành để thả tự nhiên mà nó lại vu tiêu như đĩa vậy đó, thêm cả con chó hàng xóm nữa. Giờ thì đành bó tay rồi, quyết định cuối cùng là tìm nhà hàng xóm làm nghề đánh cá quanh đây gửi nuôi giùm, rồi có cơ hội để Tini tự tìm về với tự nhiên. Còn nếu các bạn muốn thông báo các trường hợp rái cá hoang dã bị hại bắt bán làm thú cưng thì bây giờ cứ gọi ENV 1800 1522 để được xử lý nha. Xin cảm ơn.